chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Bóng đá được coi là môn thể thao vua. Qua các thời đại, bóng đá luôn là môn thể thao giành được ánh hào quang và sự quan tâm của mọi người trên thế giới. Thế nhưng liệu một quốc gia châu Á có thể trở mình trở thành vô địch World Cup hay không? Lấy bối cảnh đội tuyển quốc gia Nhật Bản đã dừng chân tại vòng 16 đội tham gia World Cup 2018. Lúc này, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản quyết định phải cải tiến và tạo nên bước ngoặt cho nền bóng đá nước nhà. Nếu không thì đội tuyển Nhật Bản sẽ không bao giờ có trong tay chức vô địch nào. Đây ban đầu là một ý tưởng khá viển vông vì tưởng chừng như không có hy vọng nào cho một đội bóng châu Á để có thể thắng được đội bóng Âu Mỹ. Trong đó, huấn luyện viên điên rồ Ego Shinpachi là người trực tiếp chỉ đạo trong kế hoạch lần này. Ông cho rằng chiến thắng World Cup cần phải có một tiền đạo có cái tôi riêng và dự án Blue Lock ra đời để tạo ra một anh hùng xuất sắc đạp lên 299 người còn lại. Giấc mơ bóng đá của các cậu thiếu niên trẻ tuổi đã được thể hiện một cách đầy hấp dẫn và kịch tính qua bộ truyện Blue Lock. Và với làn sóng Blue Lock hiện tại, bộ truyện này đang là một trong top 3 bộ manga được yêu thích nhất tính tới thời điểm hiện tại. Thật thú vị khi mà cảm nhận của mình về Blue Lock là nó rất hấp dẫn. Không chỉ là một bộ truyện đơn thuần được diễn tả trên sân cỏ, mà nó còn khắc họa nhiều về ước mơ, tâm lý nhân vật, nỗ lực và đấu tranh. Hấp dẫn nhất chính là mindset chơi bóng của từng cầu thủ. Mỗi nhân vật đều có cá tính và phong cách chơi bóng khác nhau. Vậy trong những số cầu thủ đó thì đâu mới là những cầu thủ giỏi nhất trong Blue Lock? Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu top 10 cầu thủ bá đạo nhất trong Blue Lock và xem thử có tên cầu thủ mà bạn thích hay không nhé. Baro Sowi. Baro Sowi hay còn được biết đến với cái tên khác là Vua Baro. Cậu là một tiền đạo có lối chơi khá là vị kỷ khi chỉ muốn bản thân là người ghi bàn và giữ bóng mà không truyền cho ai khác. Ngay từ những ngày đầu của dự án Blue Lock, Baro là một đối thủ đáng gờm của các cầu thủ khác. Cậu có thể ghi bàn và áp đảo đối phương bằng sức mạnh của mình, khiến cho các đối thủ khó mà có thể vượt qua. Baro là một trong những tiền đạo trong đội hình siêu tấn công của đội Blue Lock 11 và ghi một bàn thắng vào lưới của đội tuyển U20 Nhật Bản. Với lối chơi cướp bóng của đồng đội vì bàn thắng của mình, Baro nhiều lần khiến cho đối phương bất ngờ và không kịp trở tay với cậu. Hiện tại, cậu đang chơi của đội tuyển Uber ở Ý tại Blue Lock và tiền đạo tấn công mạnh nhất trong đội hình với sự giúp đỡ của người hướng dẫn Snuffy và hậu vệ Lorenzo. Baro đã vươn lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các cầu thủ được trả giá cao nhất tại Blue Lock với số tiền là 100 triệu yên. Nagise Shiro. Thuộc top đầu những cầu thủ giỏi nhất của Blue Lock, tài năng của Nagise Shiro luôn khiến rất nhiều độc giả quan tâm đến. Không giống với đa số các cầu thủ khác, đều có niềm đam mê và khám phá ra tài năng của mình với bóng đá từ khi còn nhỏ. Nagi chỉ mới bắt đầu chơi bộ môn thể thao này hơn một năm khi mà Mikage Reo rủ cậu chơi bóng cùng. Sau đó, Nagi đã nhanh chóng thể hiện bản chất thiên tài của mình, mặc dù cậu vốn từng không biết gì về bóng đá cả. Nagi có một vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, có thể dễ dàng áp đảo các đối thủ khác của mình bằng chiều cao 1m9. Khả năng đáng lưu ý nhất của cậu là sút chính xác. Do đó, cậu hoàn toàn có thể ghi rất nhiều bàn thắng nhờ vào sự trợ giúp của Mikage Reo. Nagise Reo cũng là người ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Blue Lock 11 ở trận đấu với U20 Nhật Bản. Tuy nhiên, một trong những điểm yếu của Nagi là cậu ít khi tự mình sáng tạo, do đó khả năng của cậu chỉ phát huy tốt nhất khi có người hỗ trợ cậu ghi bàn. Sido Ryusei. Sido Ryusei là cầu thủ mạnh thứ hai ở Blue Lock, chỉ xếp sau Itoshi Rin với tỷ lệ ghi bàn là 2 quả một trận. Sido có lối chơi khá là thô bạo và mạnh mẽ, có thể một mình phá hủy cả sân bóng chỉ bằng sức lực của bản thân. Tính cách của cậu cũng khá là thô lỗ và bạo lực, điều đó cũng ảnh hưởng đến cái lối chơi của cậu. Tuy nhiên không thể phủ nhận, Sido là một cầu thủ giỏi và có cái tôi vô cùng đặc biệt, do đó mà hầu như không có một ai có thể hiểu được và phối hợp tốt nhất với cậu. Sido có khả năng sút chính xác mà không cần ở quá gần với khung thành. Kỹ thuật của Sido được phát huy tốt nhất khi kết hợp với tiền vệ Itoshi Se. Điều này đã được thể hiện trong trận đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản. Bằng những đường chuyền của Se, Sido có thể dễ dàng ghi cho đội mình hai bàn thắng liên tiếp trong một hiệp bóng. Cũng vì thế mà cậu được mệnh danh là ác quỷ trong những cú ghi bàn hung hãn và thuyết phục của mình. Itoshi Rin là người chơi luôn đứng ở đầu bảng của Blue Lock. Trong tất cả các vòng tuyển chọn, Itoshi Rin được công nhận là một cầu thủ trẻ tuổi có triển vọng nhất trên con đường trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Cậu là em trai của thiên tài Itoshi Se và tương tự với anh trai mình, Rin đã sớm để lộ tài năng của mình từ khi còn nhỏ. Itoshi Rin được đánh giá là một cầu thủ có kỹ thuật tốt, khả năng ghi bàn vô cùng cao, do đó cậu luôn được đánh giá là một trong những đối thủ nguy hiểm cần phải chú ý. Theo bảng xếp hạng của Blue Lock thì tỷ lệ ghi bàn của Itoshi Rin nằm ở mức cao nhất là 2.5 bàn trên một trận đấu. Cậu có thể điều khiển thế trận sân bóng theo ý của mình để có thể ghi được nhiều bàn thắng nhất có thể.
Trong trận đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản, Rin đã bộc phát sức mạnh của bản thân và một mình càng quét sân bóng, khiến cho Itoshi Se bối rối. Hiện tại cậu đang chơi cho đội tuyển BXG của Pháp do Julien Loki hướng dẫn. Don Lorenzo chỉ mới vừa xuất hiện trong vài chương gần đây nhất của manga Blue Lock. Don Lorenzo đã nhanh chóng trở thành một trong những cái tên sáng giá được góp mặt vào những top đầu cầu thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong truyện, là cái tên thứ 3 trong số 11 cầu thủ thế hệ mới do FIFA bình chọn được tiết lộ. Don Lorenzo là một hậu vệ người Ý đang chơi cho câu lạc bộ Uber, là tiền đạo Snuffy chủ trì. Anh được gọi bằng cái tên là kẻ phàm ăn và gây ấn tượng bởi ngoại hình và lối chơi kỳ lạ giống như zombie của mình. Được biết, Lorenzo trước khi trở thành cầu thủ bóng đá đã có một cuộc đời vô cùng khổ sở và tuyệt vọng. Cho đến khi anh gặp Snuffy và được mời chơi bóng đá cùng, Lorenzo còn được chú ý bởi hàm răng mạ vàng và tính cách chỉ quan tâm tới tiền của bản thân. Kaiser nhận định anh là một đối thủ đáng gờm của họ trên sân bóng và luôn tỏ thái độ khó chịu với anh. Với tư cách là một hậu vệ, luôn có cách ngăn chặn đường bóng của Kaiser và chuyền bóng cho tiền vệ Baro Soe ghi điểm cho Uber. Julien Loki. Julien Loki là một tiền đạo trẻ tuổi đến từ Pháp và chơi cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Cậu chỉ mới 17 tuổi và được gọi là thần đồng với tài năng và lối tư duy vượt trội trong bóng đá. Loki xuất hiện trong thử thách cuối cùng của vòng tuyển chọn thứ 3 tại Blue Lock và đối đầu với đội của Itoshi Rin. Hiện tại cậu đang là người hướng dẫn của các cầu thủ ở đội tuyển Pháp tại Neo Egoist League. Loki là một chàng trai lịch sự, điềm đạm và không hề có thái độ khinh thường những người khác yếu hơn mình. Cậu có kỹ năng vượt bậc và toàn diện về mọi mặt. Do đó, mặc dù nhỏ tuổi, nhưng cậu đã có một vị trí cao hơn người đồng trang lứa. Một trong những điểm đặc biệt nhất của cậu đó chính là tốc độ nhanh và kinh ngạc, có thể khiến cho đối thủ cảm thấy bối rối trước những đường bóng và cú sút của mình. Hiện tại Loki vẫn chưa được phô diễn toàn bộ năng lực, nên khả năng của cậu có lẽ vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá hết. Chris Prince. Được mệnh danh là tiền đạo xuất sắc thứ hai thế giới, chỉ sau Noel Noah, Chris Prince cũng có mặt ở Neo Egoist League với tư cách là người hướng dẫn của đội tuyển Manchester City của anh. Anh được đánh giá là ngang tầm với Noel Noah về khả năng và kỹ thuật. Trong đó, vóc dáng về thể lực là một điểm vô cùng đáng chú ý ở Chris Prince. Anh cũng hướng dẫn các cầu thủ khác do mình dẫn dắt bằng việc rèn luyện và nâng cao thể lực để có thể phát huy thế mạnh của mình trong suốt 90 phút trên sân bóng mà không bị thay người vì đuối sức. Chris Prince là một cầu thủ tràn đầy năng lượng và có khả năng ghi bàn vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, các kỹ thuật rê dắt, dẫn bóng, điều khiển thế trận của anh luôn có chỉ số đạt mức cao. Do đó mà anh hoàn toàn là một đối thủ đáng gờm của bất cứ cầu thủ nào, kể cả là Noel Noah. Với lợi thế thể lực tuyệt vời, Chris Prince có thể dễ dàng chèn ép các đối thủ bằng sự dẻo dai của mình trong trận đấu. Michael Kaiser. Xuất hiện lần đầu ở Neo Egoist League, Michael Kaiser là cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo của đội tuyển Basta Buchen đến từ Đức. Anh có một ngoại hình gây ấn tượng mạnh với mái tóc vàng đuôi xanh cùng hình xăm hoa hồng trên cổ. Michael Kaiser được gọi là hoàng đế và các đồng đội của anh cũng đồng ý với điều đó. Giống như Itoshi Se, Kaiser cũng là một trong số 11 cầu thủ của thế hệ mới giỏi nhất trên thế giới. Trên sân bóng, Kaiser thường được các đồng đội hỗ trợ hết sức mình để anh có thể ghi bàn, đặc biệt là từ phía tiền vệ Alex Nisnes. Kaiser là một cầu thủ có kỹ thuật và tầm nhìn tốt và có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình trận đấu và nhanh chóng ghi bàn với một tốc độ cao trong một cái chớp mắt. Tài năng của anh là vô cùng đáng kinh ngạc. Ngoài ra, khả năng của anh còn được gọi là Kaiser Impact và được Noel Noah công nhận. Anh cũng đang hướng tới vị trí tiền đạo số 1 thế giới và cạnh tranh gay gắt với Isagi Yoichi ở Blue Lock. Itoshi Sae. Là cầu thủ xuất sắc nhất của Nhật Bản, Itoshi Se được công nhận là tài năng nhỏ tuổi nhất của nước Nhật khi trở thành một trong số những cầu thủ thế hệ mới giỏi nhất thế giới. Anh sớm đã thể hiện tài năng từ khi còn nhỏ qua các trận bóng và chơi vị trí tiền đạo, sau đó được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu và học hỏi. Tuy nhiên hiện tại, Itoshi Se đang chơi vị trí tiền vệ và anh cũng đã thay đổi ước mơ của mình từ tiền đạo số 1 thế giới thành tiền vệ số 1 thế giới. Itoshi Se có kỹ năng điều khiển cơ thể di chuyển vô cùng dẻo dai và linh hoạt, nhờ đó mà anh có thể nhanh chóng đảo lộn cả thế trận trên sân bóng. Kỹ thuật rê dắt và kiến tạo bàn thắng cho tiền đạo của anh là vô cùng tốt. Anh cũng có đầu óc nhạy bén để nhận biết mọi tình hình trên sàn đấu. Khả năng của Itoshi Se là phá hủy mọi thứ một cách đẹp đẽ. Do đó, những pha bóng của anh luôn vô cùng cuốn hút người xem. Trong trận đấu của Blue Lock và đội tuyển U20 của Nhật Bản, Itoshi Se hầu như không dùng đến năng lực của mình, bởi vậy mà khả năng của anh vẫn còn là một ẩn số. Noel Noah.
Noel Noah là một tiền đạo 31 tuổi đến từ Pháp, hiện đang chơi cho đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp và câu lạc bộ Basta Buchen đến từ Đức. Anh được giới thiệu như là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và cũng là thần tượng của nhân vật chính Isagi Yoichi. Được giới thiệu từ đầu bộ truyện, với câu nói mang đầy cái tôi cá nhân trong lập trường bóng đá của anh, tôi thà lập hat-trick và để thua 3-4, còn hơn là thắng 1-0 nhờ vào bàn kiến tạo cho người khác. Anh chính thức được ra mắt với độc giả ở Neo Egoist League với tư cách là người hướng dẫn cho các cầu thủ trẻ ở tòa nhà Đức tại Lulok. Noel Noah là người rất điềm tĩnh và nghiêm túc, do đó anh được các cầu thủ khác vô cùng tôn trọng. Đối với vị trí tiền đạo, anh có kỹ thuật vô cùng tuyệt vời và khéo léo, có thể lực tốt và khả năng dứt điểm chính xác với những pha di chuyển và giữ bóng đầy cuốn hút. Là một trong số hiếm hoi các cầu thủ thuận cả hai chân, Noel Noah có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội sút bóng và ghi bàn cho đội nhà. Và đó cũng là 10 cầu thủ xuất sắc trong Blue Lock. Các bạn thấy thiếu ai không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé.